Người chơi cuối cùng sẽ hát cùng với giám khảo, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh rất yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên không trai quá mộng ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã thương yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn, với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã thương yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn, anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau như đã dấu yêu từ thuở.
Xin cảm ơn. Cảm ơn nhạc sĩ. Một cái màn sân khấu chưa bao giờ tập lần nào hết trơn ha. À, có thể một chút gì đó nó nhỏ nhỏ thôi. À, nhưng mà nhạc sĩ Đức Huy đã giúp cho Thu Hương vượt qua tất cả những điều đó. Dạ, anh đã cứu cảm em. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy rất là nhiều. À, cảm xúc của Thu Hương như giờ như thế nào? Dạ, thực sự là em vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi vì em không nghĩ là mình sẽ có mặt ở chương trình này. Và cũng không nghĩ là mình lại đi xa như này nữa. Lúc đầu khi mà ban tổ chức kết nối với em thì em rất là run luôn. Em sợ và em nghĩ là mình cũng chưa làm được những việc gì lớn lao. Mà đây lại là một cái chương trình mà để tôn vinh những người y bác sĩ, những người đã có công trong cái việc phòng chống dịch vừa rồi. Vì vậy mà lúc đầu là em rất là sợ, rất là ngại luôn ạ. Nhưng mà khi đến đây ạ, mọi người đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Và em thấy được cái ý nghĩa của chương trình này để lan tỏa những cái giá trị của cuộc sống. Vì vậy mà ngày hôm nay em rất cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn các nhạc sĩ cũng như là ban giám khảo đã dìu dắt em để em có thể vào tới vòng này luôn ạ. Và cảm ơn các bạn khán giả nữa ạ. Các bạn đã rất là nhiệt tình ạ. Dạ. Bây giờ ý kiến của nhà chuyên môn nè, anh Đức Huy hát với Thu Hương, anh có đóng góp một chút xíu gì đó cho Thu Hương không? Dạ, tôi rất là tận hưởng, tôi rất enjoy. Dạ, cảm ơn Đức Huy rất nhiều. Thôi, một lần nữa ta hãy cho trổ tay với tiết mục vừa rồi. Dạ. Mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Lần đầu mình đến bên nhau, lần đầu mình hát với nhau, lần đầu mình hòa quyện với nhau, tất cả đều là cảm xúc từ trái tim của mình đến với bài hát của nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy. Đó là một kỷ niệm Linh nghĩ rằng là Thu Hương sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay trong chương trình Hát cho ngày mai. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.